Thưa quý vị, một vụ cướp ngân hàng có vũ khí vừa xảy ra trưa nay ở thành phố Đà Nẵng. Phóng viên của Việt Nam Nay đã có mặt tại hiện trường đưa tin về vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết vụ việc xảy ra vào cuối giờ buổi trưa, vẫn đang trong giờ giao dịch của các nhân viên ngân hàng. Đối tượng đã cầm vũ khí nóng bất ngờ xông vào trụ sở giao dịch của ngân hàng Vietinbank chi nhánh đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và đã khống chế bảo vệ cũng như là một số nhân viên ở trong quầy giao dịch và lấy đi một số tiền. Chỉ trong vòng ít phút, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng thuộc lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng.